Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 15 giờ ngày mùng 2 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Đến ngày 15 tháng 5, toàn bộ 1194 công đoàn cơ sở sẽ hoàn thành việc tổ chức đại hội sớm hơn nửa tháng so với kế hoạch. Hiện đã có 755 công đoàn cơ sở tổ chức thành công đại hội, công đoàn ngành và cấp huyện sẽ tiến hành xong đại hội trước ngày 17 tháng 7 và liên đoàn lao động tỉnh sẽ tổ chức đại hội vào tháng 10 năm 2023. Cũng trong quý 1, toàn tỉnh có 4 đơn vị thành lập mới tổ chức công đoàn là Công ty Cổ phần Kinh doanh Giao thông Kim Thành thuộc Công đoàn Ngành Giao thông Vận tải Xây dựng, Công ty Sangua Phan Xipang Lào Cai thuộc Liên đoàn Lao động Thị xã Sapa, Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Melatech Lào Cai thuộc Công đoàn Ngành Y tế và chi nhánh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Babini Việt Nam thuộc Công đoàn Ngành Công thương nâng tổng số công đoàn cơ sở toàn tỉnh lên 1.198 công đoàn với trên 42.200 đoàn viên. Thưa quý vị và các bạn, giai đoạn 2023-2025, tỉnh Lào Cai sẽ dành nguồn kinh phí là 414 tỷ đồng để xây mới, sửa chữa trên 7.500 nhà ở cho hộ nghèo và cận nghèo. Theo đó, bốn huyện nghèo là Simacai, Bắc Hà, Mường Khương và Bát Sát được phân bổ hỗ trợ xây mới trên 2.800 nhà, sửa chữa trên 4.700 nhà. Trong đó, kinh phí trung ương hỗ trợ là trên 200 tỷ đồng, địa phương đối ứng hơn 20 tỷ đồng. Nguồn khác trên 186 tỷ đồng. Đối tượng được hỗ trợ là hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo do Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý, đang cư trú trên địa bàn huyện nghèo, là hộ độc lập, có thời gian tách hộ đến khi chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 có hiệu lực thi hành. Đối tượng thụ hưởng hỗ trợ nhà ở không bao gồm các hộ đã được hỗ trợ nhà ở thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và các chương trình đề án chính sách khác. Thưa quý vị và các bạn, Bảo Yên là địa bàn có nhiều sông suối hồ đập, trong đó có 16 hồ chứa lớn nhỏ với tổng dung tích là 1,24 triệu mét khối, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra ngập lụt lũ ống lũ quét. Chính vì vậy công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn ứng phó với biến đổi khí hậu luôn được huyện hết sức quan tâm. Thôn Cốc Hiển, xã Việt Tiến là nơi hợp lưu giữa suối Cóc và dòng sông chảy. Bên cạnh sự trù phú mà thiên nhiên mang lại, nơi đây cũng dễ hứng chịu cảnh ngập lụt, mất an toàn vào mùa mưa lũ hàng năm. Vì vậy công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng phó với thiên tai cho người dân luôn được thôn, xã quan tâm. Một trong những hoạt động đó là tổ chức cho người dân tham gia diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Cái cuộc diễn tuyệt này thì cũng chẳng khác gì cái thực tế đâu. Chúng tôi cũng sẽ rút ra được một cái kinh nghiệm để sau này có bị lũ lụt chăng nữa thì chúng tôi cũng còn có cái kinh nghiệm để cứu chữa những thiên tai về sau. Trong cái ban gọi về phòng chống của thôn ấy thì chắc chắn là sau với nhân dịp này thì chắc chắn là trong cái bàn này sẽ lúc rút ra được kinh nghiệm và về cách tổ chức bố trí về tất cả về những cái lực lượng ở trong thôn bản thì chắc chắn là sau đó chúng tôi cũng sẽ là huy động bà con rất là dễ bởi vì là tất cả là bà con đã nắm được hết rồi Hàng năm, trước khi mùa mưa lũ tới, huyện Bảo Yên đều kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện và xã, xây dựng phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phù hợp với tình hình thực tế địa phương, chuẩn bị về nhân lực và trang thiết bị theo phương châm 4 tại chỗ. Tập trung chỉ đạo đối với lại chính quyền cấp xã cũng như là cấp huyện và cấp xã đấy, phải tăng cường cái sử dụng cái phương châm 4 tại chỗ trong ứng phó đối với lại sự cố thiên tai bởi vì phương châm bố tại chỗ đấy là những cái nguồn lực đấy, những cái nguồn lực tại chỗ để chúng ta thực hiện khắc phục ngay cũng như chúng ta xử lý ngay những cái sự cố đối thiên tai xảy ra tại cái khu vực xảy ra thiên tai. Năm 2023 mới vào mùa mưa lũ nhưng trên địa bàn tỉnh đã xảy ra một số dạng thiên tai như rông lốc, mưa đá, mưa lũ gây nhiều thiệt hại tới tài sản và sản xuất của nhân dân. Bởi vậy, ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Bảo Yên đã có sự chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra trong mùa mưa bão. Cùng với sự nỗ lực của các địa phương trong giảm thiểu tổn thất về tính mạng và tài sản của người dân trong mùa mưa bão, các ngành chức năng của tỉnh đang triển khai nhiều chương trình, dự án nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng cộng đồng an toàn trước thiên tai. Năm 2018, gia đình chị Vàng Xe Chiều di chuyển từ vùng đất sạt lở nguy hiểm ở xã Tả Ngài Trồ đến sinh sống tại khu tái định cư thôn Chán Ván Xà Hồ, thị trấn Mường Khương. Từ sự hỗ trợ bước đầu của cấp ủy chính quyền địa phương, gia đình chị đã nhanh chóng ổn định cuộc sống mới, yên tâm trong lao động sản xuất. Ở đây cũng ổn rồi, đi làm thuê, xây một cách nhà mới. Dự án sắp xếp dân cư thôn Xoán Ván xã Hồ thị trấn Mường Khương có tổng mức đầu tư 44,6 tỷ đồng, được phân thành hai giai đoạn. Giai đoạn đầu triển khai từ năm 2017 đến năm 2019, di chuyển sắp xếp lại cuộc sống cho 45 hộ dân đến từ các xã trong vùng nguy hiểm của huyện Mường Khương. Giai đoạn thứ hai triển khai từ năm 2020 đến năm 2022 đã tạo ra 37 lô đất mới, di chuyển được thêm 5 hộ dân từ vùng biên giới về sinh sống. Ngày xưa ở dưới kia thì kiểu như là trong vùng nó hay sợ lỡ ấy, thì cũng sợ, cũng lo. Nhưng mà bây giờ lên trên này thì nó cũng tốt hơn, mà kinh tế nó cũng tốt hơn ở dưới kia. Anh ạ. Theo kế hoạch thực hiện chương trình tổng thể phòng chống thiên tai quốc gia trên địa bàn tỉnh, các ngành chức năng sẽ huy động và lồng ghép các nguồn lực để triển khai thực hiện chương trình sắp xếp dân cư, phấn đấu đến năm 2025 sẽ di chuyển trên 2.000 hộ dân từ khu vực thiên tai nguy hiểm đến nơi ở mới. Trên địa bàn tỉnh lào cai hiện nay thì đang triển khai uh, thực hiện cái chương trình sắp xếp dân cư thiên tai theo quyết định năm 90 và với cái tổng số cái uh, hộ của giai đoạn uh, từ nay đến 2025. Thì là. 2525 hộ các địa phương cũng đã có xác định nhu cầu khảo sát xây dựng là 10 10 dự án tập trung thế và ở trong thời gian tới thì theo cái chủ trương cũng như là theo cái kết quả thực hiện giai đoạn trước thì sẽ tập trung chính vào cái việc sắp xếp dân cư thiên xen ghép để hướng tới mục tiêu xây dựng cộng đồng xã hội an toàn trước tiên tai Lào Cai sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao năng lực quản lý điều hành và dự báo cảnh báo thiên tai, tăng cường khả năng chống chịu của hạ tầng cơ sở, nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng chống thiên tai, nâng cao khả năng phục hồi và tái thiết sau thiên tai. Đến nay toàn tỉnh đã có gần 39.250 hộ gia đình cá nhân được giao đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng. Diện tích rừng đã được giao cho các hộ là trên 132.000 ha, có 9 trong tổng số 14 chủ rừng nhà nước đã được giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích là gần 141.000 ha. Phần diện tích còn lại do Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý, chủ yếu ở vùng địa hình khó khăn, ít có khả năng sản xuất kinh doanh. Sau khi hoàn thành xác định cắm mốc danh giới, lập hồ sơ danh giới, mốc danh giới sử dụng đất của Ban Quản lý rừng, công ty lâm nghiệp và diện tích do Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý. Ủy ban Nhân dân tỉnh phấn đấu hoàn thành công tác giao rừng vào năm 2030 theo đúng tinh thần của Chỉ thị 13 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý bảo vệ rừng. Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay, thị xã Sapa đặc biệt chú trọng đến công tác vệ sinh môi trường nhằm tạo cảnh quan xanh sạch đẹp, tạo ấn tượng tốt cho du khách khi đến tham quan, trải nghiệm. Trong dịp nghỉ lễ, xí nghiệp môi trường Sapa đã huy động 100% công nhân người lao động làm việc, 40 công nhân thực hiện thu gom vận chuyển rác theo 3 ca liên tục. Ngoài 10 xe điện 3 bánh thu gom chính trên các tuyến phố, đơn vị cũng sử dụng thêm 2 xe thu gom rác lưu động để thu gom rác trong phạm vi 7 km trung tâm nội thị. Dịp này, thị xã Sapa đã huy động tất cả tổ chức đoàn thể tham gia tổng vệ sinh môi trường, nhất là tại các khu vực đông khách tham quan. Hiện trung bình mỗi ngày lượng rác thải của thị xã Sapa từ 28 đến 30 tấn có thể lên tới 35 tấn vào những dịp lễ cao điểm du lịch. Đáng chú ý phần lớn trong số này là các loại rác vô cơ phát sinh trong hoạt động du lịch. Thị xã Sapa tăng cường tuyên truyền đến người dân, du khách phân loại rác, không vứt rác bừa bãi giữa cảnh quan thiên nhiên trong lành. Chuyển sang những thông tin trong nước. Trong 3 ngày, từ ngày 29 tháng 4 tới mùng 1 tháng 5, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đón tiếp phục vụ hơn 52.000 lượt khách, trong đó có gần 3.000 khách nước ngoài vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các cơ quan đơn vị đã quán triệt, triển khai nghiêm kế hoạch phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ nhân dân và khách quốc tế vào Lăng Viếng Bác, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, tham quan khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Bảo tàng Hồ Chí Minh và khu vực Lăng, khu vực Quảng trường Ba Đình. Là năm thứ 15 diễn ra sự kiện, Carnival Hạ Long đã trở thành thương hiệu riêng của Quảng Ninh với âm nhạc và các điệu nhảy truyền thống được dàn dựng công phu gồm khai hội, chương trình nghệ thuật sân khấu, vũ hội đường phố. Carnival năm nay có sự tham gia của hơn 2.000 nghệ sĩ diễn viên. Ngoài các phần nội dung trình diễn trên bờ, lễ hội Carnival Hạ Long 2023 đón nhận sự tham gia của các tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, được trang trí ánh đèn nhiều màu sắc cùng với màn bắn pháo hoa tầm thấp 15 phút trên bờ vịnh di sản. Thời gian này, thành phố Hạ Long cũng tổ chức các hoạt động văn hóa du lịch hấp dẫn như triển lãm ảnh nghệ thuật thành phố Hạ Long, liên hoan các nhóm nhảy, lễ hội thả diều, phát động cuộc thi ảnh Hạ Long thành phố di sản, góp phần thu hút khách làm mới thêm sản phẩm du lịch Quảng Ninh. Củ sen còn được gọi là liên ngẫu, đây thực ra là phần thân của cây sen. Tuy nhiên nó nằm sâu dưới bùn, tích tụ các chất dinh dưỡng được cung cấp từ rễ nên hình dạng giống như các loại củ Củ sen thường được chế biến như các loại rau để trộn món salad hoặc món hầm. Rất nhiều nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng củ sen rất tốt cho sức khỏe vì chứa nhiều vitamin và khoáng chất. Đồng thời nó còn chứa lượng lớn khoáng chất quan trọng như kali, kẽm, mangan, sắt, đồng, vitamin nhóm B hỗ trợ nâng cao sức khỏe. Là loại củ quen thuộc, dân dã ở Việt Nam, củ sen được bán với giá khá bình dân, chỉ vài chục nghìn mỗi kg, nhưng khi sang nước ngoài thì nó được ví như nhân sâm quý hiếm, giá đắt đỏ tỉnh sơn la đang tập trung triển khai nhiều giải pháp siết chặt quản lý xây dựng các điểm du lịch nhằm lập lại trật tự xây dựng bảo vệ cảnh quan cũng như thu hút đầu tư kết cấu hạ tầng du lịch mới đây tỉnh sơn la đã tiến hành thanh tra việc quản lý đất đai và trật tự xây dựng tại các điểm du lịch thuộc huyện bắc yên kết luận thanh tra đã chỉ ra các trường hợp vi phạm như xây dựng trên đất trồng cây lâu năm cây hàng năm đất nương rẫy nhiều trường hợp cố tình chặt phá rừng xâm phạm đất lâm nghiệp đối với các trường hợp này tỉnh sơn la yêu cầu địa phương xử lý nghiêm Hiện nay, huyện Bắc Yên đang chỉ đạo các xã giả soát, điều chỉnh, lập mới quy hoạch chung và chi tiết xây dựng phù hợp với quy định và điều kiện phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030. Từ đó, đảm bảo việc phát triển các điểm du lịch theo đúng định hướng và quy định pháp luật. Theo Liên Hợp Quốc, sẽ có hơn 800.000 người phải rời khỏi Sudan do cuộc xung đột chưa có dấu hiệu hạ nhiệt giữa quân đội và lực lượng bán quân sự tại nước này. Nếu không có giải pháp nhanh chóng kịp thời cho cuộc khủng hoảng Sudan, thế giới sẽ còn tiếp tục phải chứng kiến thêm nhiều người phải di tản để tìm kiếm hỗ trợ nhân đạo. Liên Hợp Quốc cho biết hơn 800.000 người sẽ phải sơ tán tới 7 quốc gia láng giềng của Sudan, trong đó ước tính khoảng 580.000 người Sudan. Số còn lại là những người vốn đang tị nạn tại Sudan. Cho đến nay, khoảng 73.000 người đã rời khỏi Sudan và di tản tới 7 quốc gia láng giềng gồm Nam Sudan, Cộng hòa Chad, Ai Cập, Ethiopia, Cộng hòa Trung Phi và Libya. Trong báo cáo vừa công bố ngày 1 tháng 5 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, khoảng 1 phần tư số việc làm trên thị trường lao động toàn cầu hiện nay sẽ thay đổi trong 5 năm tới do sự phát triển của công nghệ và sự gia tăng tốc độ số hóa. Đến năm 2027, khoảng 69 triệu việc làm sẽ được tạo ra và 83 triệu việc làm sẽ mất đi, qua đó dẫn tới sự sụt giảm dòng 2% của thị trường lao động hiện nay. Báo cáo cũng kết luận công nghệ và số hóa là hai động lực chính tạo ra sự biến động trên thị trường việc làm. Các vị trí việc làm sẽ giảm nhanh nhất là giao dịch viên ngân hàng, nhân viên thu ngân, những công việc có thể được tự động hóa. Trong khi đó, các nhu cầu về chuyên gia học máy trí tuệ nhân tạo AI và chuyên gia an ninh mạng dự báo sẽ tăng trưởng mạnh. Hội trợ xuất nhập khẩu Trung Quốc lần thứ 133 còn gọi là hội trợ Canton đang diễn ra tại tỉnh Quảng Đông với nhiều hoạt động sôi nổi giúp kết nối người bán và người mua từ nhiều nơi trên thế giới. Với diện tích 30.000 m2, khu vực này quy tụ 508 doanh nghiệp từ 40 quốc gia và khu vực giới thiệu sản phẩm, các doanh nghiệp đều mang đến đây những sản phẩm tốt nhất để thu hút các đối tác tiềm năng. Hai giai đoạn đầu của hội trợ đã diễn ra trong tháng 4 với tổng lượng khách đạt 2,2 triệu lượt. Giai đoạn thứ ba này sẽ diễn ra từ ngày mùng 1 cho đến ngày mùng 5 tháng 5, tập trung vào nhiều nhóm mặt hàng như dệt may, giày dép, các sản phẩm giải trí, thực phẩm, thiết bị y tế và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe ngày 1 tháng 5, Campuchia đã khởi công xây dựng một bến cảng container mới ở cảng biển quốc tế Stihanukvin nhằm đưa cảng gom hàng hiện nay thành một cảng trung chuyển tập trung sau 6 năm nữa. Theo kế hoạch, cảng mới sẽ được hoàn thành vào năm 2029 với khả năng tiếp nhận tối đa 2,58 triệu container mỗi năm phát biểu tại lễ động thổ xây dựng cảng mới thủ tướng hun sen tuyên bố đây là chủ trương nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh tế của campuchia cũng như quy mô các hoạt động thương mại quốc tế gia tăng cảng trung chuyển hàng hóa sau khi được hoàn thành sẽ cho phép các tàu container lớn cập cảng và giảm đáng kể chi phí vận tải biển cho campuchia qua đó thu hút các nhà đầu tư và đẩy nhanh phát triển kinh tế đất nước Hiện tại, Campuchia chỉ có một cảng nước sâu thương mại quốc tế duy nhất là cảng tự trị Sihanoukville. Năm ngoái, cảng này đạt doanh thu 86 triệu đô la Mỹ. Bản tin thời sự 15 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.